Dạ con ước được một mái nhà che nắng che mưa. Rồi buổi tối ngủ là có hay bị mưa dột không? Dạ có. Rồi ngồi mưa rồi làm sao con? Dạ mưa chen nhau ngủ. Chen nhau ngủ hả? Dạ. Rồi ôi tội nghiệp quá ha. Rồi chú cảm. Chào mừng quý ông bà cô chú, quý anh chị đã quay trở lại hoàn cảnh của em Hường 27 tuổi, 5 đứa con ngày hôm nay các chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì bạn nhận được sự hỗ trợ của Bí Mạnh Thơ Vương ở bên Pháp lần 2. Thì ở bên chị Mạnh Thơ Vương ở Pháp có nhờ bạn là hôm trước thì bạn có tới đây đã thấy cái nồi cơm điện rất là nhỏ mà nấu cơm phải 2 lần để cho gia đình ăn các chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì Mạnh Thơ Vương có nhờ bạn mua một cái nồi cơm điện và 2 thùng sữa nữa các chú anh chị. Thì nồi cơm điện này bạn mua loại 2 lít 2 các chú anh chị. Đấy. Đây là loại 2 lít 2. Hiệu này thì một cái là 650.000 các chú anh chị và 2 thùng sữa là 620.000. Bây giờ thì bảnh xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào trao phần quà này cho gia đình. Ui thùng sữa nặng quá. Đây chào em. Chào. Rồi chào các con. Rồi chồng đi đâu rồi Hương? Chồng đi làm chi vậy? Anh gửi này ha. Rồi, thấy sữa mừng không? Trước anh có tới đây đó thì thấy gia đình mình nấu cái nồi cơm nhỏ đó. Dạ. Thì nghe nói là kho nấu phải nấu 2 lần mới có kịp ăn. Dạ, nấu 2 lần. Chồng về luôn hả? Về. Rồi, may mắn quá. Thì tốt rồi. Thì bữa nay Mạnh Thơ Vương có nhờ anh đến đây trao cho mình một cái nồi cơm lớn để mà nấu tiện cho gia đình ha. Dạ. Rồi, vô nhà anh chào bà. Chào các con. Vui không? Vui không nè? Dạ, vui. Con chào ông bà cô chú đi. Dạ con chào ông bà cô chú. Giỏi quá. Rồi bây giờ anh khui cái này ra luôn cho em coi. Chào em trai ha. Đó mua nồi cơm điện này nè cho nó chất lượng ha, có đầy đủ ha, dây điện cắm là biết xài không em? Dạ biết, tại xài cái đó luôn. Đúng rồi. Dạ. Ok. Khui nó phóng quần. Giỏi ha. Rồi để đây đi. Thì mình thay thế cái nồi cơm đó đi ha. Dạ. Rồi 2 thùng sữa hôm bữa uống hết chưa? Còn hả? Uống chắc giấu không phải uống kịp chứ. Giấu trong tủ sợ ngoài nó lấy chút bịch. Uống thay cơm luôn cái gì? Tại nó thấy sữa nó uống. Đứa nào uống sữa nhiều đâu? Đứa nào? Đứa này nè, bịch. Chào con. Ok. Rồi vậy 2 thùng sữa cứ cho mấy đứa uống đi, kệ đi. Nó lâu lâu nó uống được uống thì cho nó uống đi. Miễn là nó uống được là tốt rồi. Bé gái ủ đu nè, có uống sữa không? Con có cần uống, có cần uống sữa không? Uống. Dạ uống. Dạ uống. Mà uống ít thôi, ủ nu rồi. Được không? Cho em uống ha. Dạ. Cười cái thấy răng khểnh cái. Bị mốm đúng không? Có bị mốm không? Mốm nè, thấy không? Cà mốm luôn rồi. Rồi lấy sữa uống đi, cho bé uống đi. Rồi gạo thì mình có đổ vô ấy hộp không? Dạ, em đổ vô thùng rồi. Dạ, có đổ lần nào chưa? Dạ, có. Sao thấy gạo đó sao? Cũng ngon, cơm mềm. Mềm dễ không? Mấy đứa nó ăn. Dễ ăn phải không? Dạ. Rồi, vậy tốt. Tại vì anh mua gạo thì anh thấy mua gạo mềm thôi. Mua gạo cứng, tội nghiệp người ta ăn không được á. Phải nấu khó, mấy đứa nhỏ nó cứng, cưa mà không có được. Dạ. Đòi gì cho bánh, cho sữa đi. Nó đòi ẩm. Đòi ẩm hay đòi sữa? Đợi ôm viên thùng luôn nè con. Đó hả?
À đi. À là không cho. À. Thôi. À đó, con nào đó. À lên. Nè nè, xíu giỡn thôi. Thôi con. Hai cái luôn hả? Hay mình ả à, con ả. À. Con có uống không? Uống hả? Nói uống dạ. Đi. Dạ. 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 Ừ. Rồi cho luôn nè. Rồi. Rồi, hai chị hai chị ba này uống không? Chị hai. À, đưa cho chị ba luôn, chị ba móm kìa. Rồi em chơi vô đây em chơi. Dạ. Rồi bữa nay mình đi làm gì em? Đi làm xịt thuốc cho anh ta không vậy? À, được bao nhiêu tiền nay xịt thuốc? Là được 230. À, cũng được ha, 230. Dạ. Hai mình làm ngày lãnh lấy tiền ngày hay sao? Là làm ngày lấy ngày đó, mới có tiền xài. À. Chưa tắm rửa gì ha? Dạ chưa, mới về. Bây giờ cũng đỡ rồi, có nước sạch rồi, đỡ rồi, đỡ lo không? Dạ, ở hơi chứ. Vô thay đồ đi vậy hay là sao đó làm gì? Dạ, hôm trước anh thấy gia đình mình đó là nồi cơm nhỏ đó. Dạ. Bây giờ thì mua cái loại lớn 2 lít 2 cho gia đình của mình là vừa đó ha. Dạ, cũng cảm ơn nha. Vậy đi thì cho gia đình mình nấu cơm một lần đó rồi mình có thể mà dọn ra ăn cùng cả gia đình mình. Dạ. Tuy nghèo nhưng mà mình hạnh phúc ha. Dạ. Được ăn cơm trước rồi ăn cơm sau nó nên không có vui đúng không? Dạ. Nhiều khi đòi ăn ít quá rồi ăn bé nhỏ ăn hết rồi được sao hai vợ chồng không có gì ăn. Khó quẹt. À, còn khó quẹt hả? Có ăn kho quẹt lên không? Kho quẹt nước mắm với bột ngọt á. Ừ. Rồi mình kho mình ăn. Trời ơi thương vậy. Là hôm qua hả? Hôm qua hôm kia gì cũng vậy nữa. Tại cho mấy đứa nó ăn. Tại không có tiền mua đồ ăn á. Rồi ăn đồ ăn tiền. Bữa nay ăn gì nè? Bữa nay hả? Mua rau thiếu người ta rồi nấu canh cho mấy đứa nó ăn. Rau mà cũng mua thiếu nữa hả? Mua thiếu cái gì mà chạy xe đi bán á. À trời ơi đâu đâu rồi đây coi. Mua rau thiếu luôn. Thương quá vậy. À nhu yếu phẩm mà cái gì nước tương có sẵn à. Dạ. Nè. Nấu canh gì nè, cho mấy đứa nào. Rồi thịt đâu? Đâu có thịt đâu, thịt bầm chút vậy đó. Trời ơi, nấu canh vậy bầu xào thì không có thịt cá gì chứ hả? Cho anh mua thịt bầm này. 15 ngàn vậy đó rồi. Này củ sen mình mua em trai. Có vậy. Cho à, ta cho hả? Dạ, cho ta cho. À. Cái này tốt cho sức khỏe này hầm mấy chú chị là củ củ sen phải không? Dạ củ sen. Ừ, không phải loại ngó là loại dài không phải nhỏ nhỏ không? Không phải cái đó. Cái này là loại củ. Thì mình hầm đi, hầm giò heo đi. Giò heo. Được hai cái hả? Hai cái. Trời ơi, thương quá. Bây giờ anh cho đi rồi á, nhà mình thì anh báo tin cho hai vợ chồng em biết luôn. Thì nhà của mình thì anh hiện tại là mới nhận được của Mạnh Thường Bưng là anh là có nói gửi cho gia đình của mình là 500 đô. Cũng có cố gắng thì anh cứ để gì đó thì trong vòng coi ở trong vòng tuần hay là nửa tháng đó coi nếu mà đủ số tiền để mà sửa cái nhà hay là mình may mắn gì đó được Mạnh Thường Quân giúp đỡ được cái nhà thì anh sẽ làm nhà cho em luôn. Em có đồng ý không em trai? Dạ nếu mà được em cũng cảm ơn anh. Dạ. Tại vì nhà em trời mưa nó cũng dột, có ngủ đâu có ngủ được đâu, nó dột ngay chỗ ngủ nè. Ừ. Em cũng mơ ước được cái nhà để ở. Ừ, cũng tội nghiệp với các chú anh chị thì con đông thì hai vợ chồng thì rất là hiền. Nói chung là chịu làm, không có nhậu nhẹt để mà bê tha, để mà bỏ con các chú anh chị. Thì biết sẵn rồi người em trai này thì đi làm tối ngày, một ngày 230 nãy đó Mạnh chia sẻ đó, như là em trai nói đó. Thì cũng như là đem tiền đó để mua này nọ cho con cái rồi á. Có con nít ở nhà mà lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền để mà mua thuốc uống như vậy đó. Nó hay bị bệnh đó các chú anh chị. Thì bây giờ thì trước tiên thì đầu tiên mình chưa có nhà nhưng mình có giường rồi. Dạ, rồi có giường cho nó đủ ngủ. À có nồi cơm điện. Dạ. Với cái nệm mỏng thôi. Nói chung là tất cả mọi thứ cũng chưa có hoàn chỉnh chu. Nói chung là nếu mà được một cái ngôi nhà cho gia đình của mình ở thì rất là quý. Thì anh tới đây thì cũng hy vọng thì đầu tiên thì anh tới đây anh báo cho vợ chồng anh biết á là dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Cali sẽ giúp cho mình là 500 đô. Dạ. Và nếu mà được Mạnh Thường Quân cùng chung tay để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ này để mà có một cái ngôi nhà cũng như là che nắng che mưa để mà cho người chồng có thể mà yên tâm đi làm ở ngoài chú anh chị. Tại vì con đông như vậy thì chờ được một ngôi nhà hay là làm được một ngôi nhà đó, thì cả một vấn đề rất là khó khăn tại vì tiền ăn không là không đủ nữa. Kể cả các hai bé gái lớn cũng chưa có được đi học vì kinh phí không đó. Có thì như là đồng phục nè rồi phải đưa đón nữa rồi rất là nhiều thứ mặt nhiều mặt lắm.
Thì Bảnh tới thăm hoàn cảnh như vậy thì chia sẻ lớn tới tất cả các chú anh chị, các khán giả gần xa được biết như là hoàn cảnh của hai vợ chồng này. Thì hôm trước thì em còn trẻ mà em sanh nhiều thế để cho khổ. Mà cái lúc đó thì em cũng có nói đó. Em nói sao em còn nhớ không? Em định sản rồi em sanh có bao nhiêu là em nghĩ rồi. Tại em dính hai đứa này em không hay, em uống thuốc á. Cái đó là ngoài ý muốn em ha? Dạ, rồi đi bỏ thì tội nghiệp. Nói chung là em nó là cái kiểu mà không có biết trước các chú chị. Tại vì cũng có ngừa nhưng mà bị dính hai đứa nữa thì bắt buộc phải sanh. Em đó không có đành lòng nào mà đi như là bỏ thai, bởi vì không có làm gì được ha em ha, tội. Dạ. Tại vì trời cho mình thì bao nhiêu thì mình nuôi bao nhiêu thôi em trai ha. Dạ. Thôi mình bỏ thì mình mang cái tội nữa. Sợ mình mang cái tội rồi. Kệ lỡ nuôi nó. Vợ chồng thì không biết chữ phải không? Vợ em thì biết ít. Còn các con thì bây giờ chưa có bé nào được đi học. Thì bé lớn hôm trước em có chia sẻ là đi học được nửa chừng là nghỉ phải không? Dạ, lớp 4 nghỉ nó nghỉ. Giờ mình có dự định là cho bé đi học không nè? Chưa biết nữa, tại vì nếu mà đỡ đỡ thì cho nó đi học còn khó khăn, chắc cho nó nghỉ tại bây giờ suy nghĩ đi, bây giờ mình để bé ở nhà mình đâu có, bé đâu có giúp được gì cho mình đâu. Dạ, mà đi học thì mình không có đủ khả năng. Bây giờ chi phí học thì vô đóng tầm nhiêu đâu, nhiêu hả? Không biết nữa, tại không có hộ nghèo á, đóng từ khoảng người đứa 1 triệu mấy gì á. À, 1 triệu mấy thôi hả? Tập, dạ, mua tập, mua gì nữa. Thôi bây giờ thì anh sẽ hứa cái vấn đề mà cho hai bé đi học. Bây giờ nếu mà sang năm á, hay như là đầu năm học lại á, như là vô học lại á, thì hai vợ chồng em có thể sắp xếp cho hai bé được đi học đi. Dạ. Rồi anh sẽ giúp đỡ cái phần đó. Nói chung là tất cả với Mạnh Thường Quân và với khán giả đều đồng tình với vấn đề này. Tại vì mình cho con mình đi học mà mình đâu có lấy tiền để mà đi ăn chơi để hết tiền đâu, đúng không trai? Dạ. Em có mong mỏi điều đó không? Dạ, muốn cho con nó được đi học, biết chữ với người ta. Thì anh cũng sẽ như là nói vậy đó, anh sẽ giúp đỡ cho hai bé nếu mà khi nào mà như là tới mà kỳ học tới á, là sắp xếp cho hai bé đi học đi. Rồi nếu mà cảm thấy khó khăn anh sẽ tới trường đó, anh sẽ đóng tiền trường cho em luôn rồi. Dạ, mà bé này nó 8 tuổi không biết người ta cho học lớp 1 không nữa. 8 tuổi thì chắc được. Còn mà bé này 6 tuổi nè. Thì mình cứ đi đăng ký thử đi em giáo. Đó thì bây giờ mình lỡ hỏi đó. Không lẽ em tính không cho bé đi học cho nữa? Mà em nói bên ta không cho thì em đi xã xin ta làm đơn dùng cho nó học. Ok, thì hôm trước thì anh tới đây thì cũng có một người chị cũng như là quản lý địa phương ở đây. Anh sẽ nhờ chị đó luôn, sẽ nói chuyện với chị đó. Chị đó sẽ là làm giấy tờ cho em, giúp đỡ cho hai bé được đi học. Nói chung là phần gia đình của mình thì mình trách nhiệm của mình là phải như là mình tranh thủ thời gian là đưa đón chút xíu ha. Rồi chuyện học hành đó, như là cặp sách hay là quần áo đó thì anh sẽ như là giúp đỡ cho được hai bé đi học. Tầm hai bé này tầm khoảng 3 triệu thôi là đi học rồi phải không? Tại vì anh cũng có giúp nhiều hoàn cảnh là cho các bé đi học rồi. Nói chung là vậy, anh có đi làm rồi anh biết. Bởi vì anh muốn tạo điều kiện á. Anh tạo điều kiện cho hai vợ chồng cũng như là cho hai bé đi học trước đi đó. Thì em cũng muốn cho nó học biết chữ, đừng cho giống em với ba nó. Rồi á, cái nhà thì rất là nhỏ chú chị, nhìn thương lắm. Nói chung là nhìn rất là tội nghiệp. Thì hy vọng sau này, sau những video clip anh tới đây quay nữa là lần thứ 3, thì ngày hôm nay tới đây thì báo tin cho em biết là gia đình của mình là nhận được là này 500 đô là tổng cường là hơn 10 triệu á. Hơn 10 triệu, nếu mà trao cho em hơn 10 triệu này thì chắc có lẽ là em làm không được có mua nhà đâu ha. Tại vì tôn sợ, tôn sắt nó cũng đã tốn kém rất nhiều á. Giờ thì làm cho nó cái nhà nó cứng cáp luôn, chứ làm đơn sơ sài quá rồi mai mốt con em chưa kịp lớn nhà nó hư nữa rồi. Đó, thêm cảnh khổ nó quay trở lại nữa thì rất là tội. Anh thì rất là muốn là có một cái căn nhà nào đó cho nó che nắng che mưa nhưng mà nó tốt hơn ha. Để cho gia đình mình yên tâm để mà lao động. Bây giờ các con thì có bé nào, hai bé này chú có nói với ba mẹ con rồi nè, hai bé. Bé Diễm. Bé Diễm mà chú có nói với mẹ con rồi, với ba con nói là sẽ sắp xếp cho con năm sau sẽ đi học. Dạ. Con có chuẩn bị, con có nhớ chữ không? Còn nhớ không? Dạ con. Hằng hiện tại bây giờ còn sách vở ở nhà để mà đọc không? Dạ không. Rồi sách con học đâu hết trơn rồi? Dạ bị mất hết trơn rồi. Sao mất? Con về nhà mẹ rồi ở nhà bà ngoại bị mất hết luôn. À là mất sách hết trơn luôn, bây giờ quên chữ không? Bây giờ đọc cái này được không? Đọc cái này nè.
Dạ con đập đánh dần ạ. Hả? Đánh dần. Đâu đánh dần thử cho chú nghe coi. Sữa dinh dưỡng. À đúng rồi. Bởi vì con bỏ chữ lâu quá đó, rồi á mình bị quên á. Con cố gắng như là mượn một tập sách hay như là xóm này có ai đi học và thừa lại á, những cái cuốn sách mà đã học qua đó. Con đem về rồi hai chị em có thể mà trao đổi với nhau để mà học tập cho quen chữ đi. Rồi sau này con đi vào lớp học á, con sẽ như là thông thạo hơn. Mình đọc chữ cho nó thông thạo hơn, hiểu không? Dạ. Biết làm toán chưa? Nhưng mà biết. Một sáu cộng năm bằng mấy nè? Sáu cộng năm bằng 11. Giỏi quá rồi đó. Toán không cần suy nghĩ là tốt rồi. Chữ thì còn chập chững mà toán như vậy là tốt rồi đó con. Dạ. À, rồi bé gì ta? My. Bé My lại đây chú hỏi My, con. Coi người đàng hoàng con. Dạ, chú hỏi nè bé My móm, My móm phải không? Bây giờ sang năm đi học nha. Bây giờ cũng nửa chừng kỳ 2 rồi, bây giờ sang năm đi học đi ha. Dạ. Thích không? Thích không nè, nói ơi. Dạ, con thích. À, nói dạ thưa. Dạ con thích phải không? Dạ. Bây giờ con vô học, con học lớp mấy nè? Lớp 1. Lớp 1 phải không? Có học lớp mẫu giáo chưa? Chưa đó. Chưa hả? Chưa có đi học. Chưa hả? Giờ con biết chữ cái chưa? Chưa. Không luôn. Biết rồi. Hát. Biết hát không hả? Dạ. Hát bài tặng ông bà coi nào. Hát bài. Hát bài tặng ông bà đi, ông bà đang xem kìa. Hát đi con. Hả? Mắc cỡ. Con thuộc bài nào hát đi. Bà ơi bà hay sao? Hát rồi. Hát thôi. Mắc cỡ. Trời uống tèm lem lên chưa kìa. Để vô ca đừng cho nó đổ, sợ à, nó đổ. À đổ vô ca rồi chia nhau uống vậy hả? Cho nó uống đừng cho nó đổ. Trời sợ nó uống nguyên bịch nó ha. Đổ. Rồi chắc lâu lắm mới được thưởng thức sữa hả em gái? Dạ. Thì được Mạnh Thường Quân anh mua cho đó rồi nó uống á. À. Tối cũng uống nữa. À. Sáng, trưa, chiều nó uống. Rồi buổi sáng gì mình nấu gì cho mấy bé ăn không có đồ ăn nó gì? Cháo. Cháo gì? Nó cháo trắng á. Cháo trắng hả? Rồi ăn cái gì? Thì mình nấu mình bỏ bột ngọt với muối vô rồi cho nó ăn. À, cháo trắng mình thôi. Dạ. Trời ơi, vậy mà cũng là các bé cũng là tròn tròn ha. Để cho nó ăn cơm với ăn cháo vậy đó. Ừ. Tại mình không có tiền mua đồ ăn với ông ta. Ừ. Thấy em cũng thiệt tình, cũng như là hai vợ chồng cũng hiền. Nói chung là hiền đó chứ không phải cũng đâu. Nói chung là hai vợ chồng hiền gì đó thì anh mới có duyên để mà quay trở lại đây thăm gia đình của mình đó. Dạ. Nói chung là cố gắng. Nói chung là mình còn trẻ mà. Tại vướng bệnh con nhỏ thì cũng hơi là khó khăn về việc đi làm. Cái nhỏ. Chứ giờ em đi làm công ty cũng đâu có được, đâu biết chữ. Thì em làm cũng được nhưng mà mấy đứa nhỏ không có ai coi. Ừ, giờ bà ngoại cũng đâu có giữ được ha. Bà ngoại thì đi làm suốt không có ở nhà. Ừ. Bà nội cũng coi không được nữa, tại bà nội gãy tay á. À. Gãy tay rồi đó đó, bây giờ tay cũng chưa có lành mấy đâu. Coi mấy đứa nó không có được. Ừ. Mấy đứa này 5 đứa là coi không có kịp. Đúng rồi, 5 đứa thì sau này mấy bé này 2 bé đi học còn 3 đứa trai. Dạ. Đứa này cũng đi học nữa nè, nữa à, em cho nó đi. Đi học phải không? Dạ. Không có mặc áo xuống hông? Áo không? Là áo này là áo đi học phải không? Không, người ta cho. À, áo cũ hả? Dạ. Đổ con. Đổ hết rồi. Cái... Chị mà làm... Chị lại bữa hổm đó. Chị à. Đó sẵn cho đó. À. Rồi được mấy bộ đồ này nè. Mấy bộ đồ học nè. Ừ. Rồi ngủ... Ủa, Niệm đâu vậy? Em để lên rồi tối mới để xuống cho nó ngủ. À. Để ban ngày nó lên đây nó ngồi không dạ. Hả? Dậm không sợ à? Nó dậm rồi dơ hết. À. Chải chiếu giấc trưa giấc tối mới đem Niệm cho nó ngủ. Ờ, tối nào bé nào là ngủ giường này vậy? Con hả? Ngủ im lưng không? Im hả? Con có ngủ ở đây không My? Dạ. À, Diễm hả? Ngủ im lưng không? Dạ im. Chứ không phải như lúc trước là bị lỗ bị gớt hả? Gớt dạ. Xuống đất không? Không đang quán con. Có từng lăn sao mà lướt xuống đất không? Dạ có không. Có kìa nhỏ kia kìa rớt hoài đó. Bé móm hả? Bé móm đó. Nó ngủ nó lăn cái té đất bịch. Rồi ai làm rồi, cái tôn tôn mà nó mục cái chơi đó chú chị. Không còn cái gì mà để mà nguyên dạng. Tôn mục cái chơi là cây này cũng mục luôn. Cây rồi đất cát hết không. Rồi. Ừ. Tại cây này lâu rồi mới được cất nè, mua 3-4 năm rồi không có tiền cất á. À. Rồi ngâm dưới đây nè. Ngâm dưới nước rồi xong dạ. Mới đe, thời gian sau mới có tiền mua cái tôn cũ người ta. Dạ mua tôn cũ người ta. À, mới dựng lại cái mua nhà. Mớ người ta cho mớ rồi mới dựng lại cái nhà ở. Ừ. Hồi đó mình hỏi chút xíu, hồi đó mình có đám cưới không em trai? Không đó. Dạ không. Không hả? Dạ. À, cái đó mình thương nhau, mình đến với nhau là gia đình hai bên chấp thuận vậy ha. Dạ. Ừ. Có làm giấy kết hôn chưa? Làm dạ rồi, có làm rồi. Rồi.
đồ thì cái nào cái nấy mình phải làm giấy kết hôn để sau này ở giấy tờ cho hai bé, mấy bé con em nó tiện hơn á. À, cũng là tình yêu là đến thời đó lấy chồng bao nhiêu tuổi Hường? Em 16, 17 à. 16, 17 à? Dạ. Là chính xác nhiêu? 17 hay 16? 16. 16 là lấy chồng rồi, 17 tuổi sanh em bé? 17. 17 sanh luôn? Dạ. Wow, cũng nhanh quá ha. Dạ. Thế hồi đó nếu mà cưới đâu có được hả? Còn nhỏ tuổi đâu có cho cưới. Dạ. Hồi đó mình gặp nhau ở đâu nè? Đi chơi ở đây nè. À. Em từ Sóc Trăng lại nhà bà chị dâu chơi. Em gốc em ở đâu? Ở Sóc Trăng. Gốc em trên thành phố luôn? Chỗ 30 tháng 4 á. À. Chợ Sóc Trăng. À rồi xong có chồng cái theo về đây. Dạ theo về đây. Ừ. Hai vợ chồng. Hồi đó gặp nhặt nhau là thương luôn chứ không có nói gì nữa. Hồi đó chắc đâu có điện thoại để mà ấy hả? Có không? Có, hồi đó chồng em xài, em đâu có xài đâu. Ủa chồng em không biết chữ sao xài điện thoại? Xài nè. Cái điện thoại nó á. Cái điện thoại cũ người ta cho xài đó. Nokia á. Người ta chị hoài mình quen tay mình bấm à. Số mình điện. À gọi đúng không? Dạ. Trời ơi thương quá. Bởi vì tụi con gái nghe để học một có cái chữ để sau này phụ ba mẹ nghe chưa? Dạ. Bé Diễm bé My dạ chưa? Dạ. Rồi ngoan quá, thích cái mỏ nè, cái miệng này móm móm nè, dễ thương nè. Rồi thì hôm nay thì anh tới đây thì cũng như là trao quà nữa cũng như là lần thứ hai nha. Dạ. Ừ, thì cũng như là vừa trao quà xong rồi anh cũng có báo tin cho gia đình của mình biết á. Dạ. Là anh nhận được là 500 đô của Mạnh Thường Quân á. Thì nói chung là anh cũng muốn giao số tiền này mà theo lời chia sẻ của em thì em muốn là ước muốn là có một cái mái to nằm nhà để che lại. Dạ tại nhà em thì nó bị mục rồi đó, ngủ thì mưa nó dột. Ừ. Ngủ thì đâu có ngủ được nhiêu đâu. Ừ. Cho mấy đứa nó ngủ. Ừ. Thôi thì bây giờ anh cũng xin phép để mà về luôn, với lại số tiền thì anh sẽ xin giữ lại ha. Đồng dạ, ý không? Dạ đồng ý. Hai vợ chồng đồng ý không nè? Dạ đồng ý. Rồi. Dạ. Nếu mà mình hữu duyên á, mình được Mạnh Thường Quân quan tâm mà giúp đỡ cho mình, thương mình, giúp đỡ cho mình có một cái nhà, thì anh sẽ cộng dồn vào đó để mà làm đủ tiền làm ngôi nhà là anh sẽ làm thôi. Dạ. Thế ít nhiều gì đó anh không biết. Còn mà dưới số tiền mà 20-30 triệu là anh không thể nào làm được rồi. Thì dạ, anh sẽ trao số tiền đó cho gia đình của em luôn ha, tùy hai vợ chồng quyết định thôi. Dạ. Dạ. Đó. Thì rất là mong thì video này thì được tất cả các chú quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cũng như là mở tấm lòng vàng cũng như là giúp đỡ cho cũng như thương tình cho các bé nhỏ. Cái thứ nhất là các bé là không có được đi học, và cái thứ hai nó cũng là thiếu ăn đó chú chị, như buổi sáng thì nấu cháo trắng ăn cho cả gia đình và buổi trưa thì nấu cơm và kho quẹt ăn thôi. Nghe lời kể thì rất là thật thà các chú chị. Thì em gái Hường này thì một người con gái rất là thật thà. Dạ, có sao thì nói vậy. Thì Mạnh đi thăm quan cảnh này, Mạnh biết những con người như thế nào là Mạnh quay một hai lần là Mạnh biết của chú chị. Thì bây giờ thì anh cũng xin phép về, cũng nấu cơm cho chồng ăn đi, chồng mới đi. Dạ. Làm về. Dạ, em cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em. Rồi. Cảm ơn nhiều. Ừ, thì chồng mới làm về đó, nấu cơm cho chồng ăn, có chuẩn bị đồ ăn ha. Dạ. Có không? Có rồi đó, nãy. Có đem tiền về cho vợ không bữa nay? À, là 2.3 chưa. Không? Dạ, dạ, mà chưa có đi lấy nữa. Chưa có đi lấy. Tắm rồi mới đi lấy được. À, tắm rồi mới đi lấy về, rồi tiền đó mình về là để cho vợ hay sao? Cho vợ, mua đồ ăn cho mấy nhỏ. À. Tết, bữa rồi Tết rồi có mua được bộ đồ mới cho các bé không? Không đâu, không có tiền. Không có luôn hả? Dạ, ở nhà. Thì không, mẹ có mua quần áo cho con không? Dạ không. Trời ơi, bận quần áo có đâu đâu bận. Mặc quần áo cũ. À, dễ thương quá, tội nghiệp không? Thì bây giờ chú cũng về hay con ha? Dạ. Chúc con giữ sức khỏe và cố gắng, cứ như là em coi quen biết ai ở đây á, như là hỏi mượn cái cuốn sách mà người ta học qua rồi đó. Mình mượn gì đi để cho bé lớn này nè. Dạ. Có thể mà đọc chữ quen rồi có thể dạy cho bé thứ ba này ha, cho dạ, nó quen dần á, mai mốt đi trường cho nó dễ tiếp xúc hơn em trai. Dạ. Tại vì mình đi đi học một cái một thì các bé nó bỡ ngỡ. Dạ. Cho nó tập hay là cái viết đi, mua cái viết 1-2 ngàn 2-3 ngàn gì đó cho về tập viết đi ha. Em tập nó viết hoài giống như nó vơn vơn hoài á. Đúng rồi, cố gắng đào tạo để nó dạy từ ở nhà trước rồi để đi trường nó quen hơn. Dạ. Tại vì mình ở nhà không cho nó dạy rồi đi trường nó không nghe lời thầy á. Dạ. Ha, nó, mà đi trường phải ngoan nghe sau này nghe. Dạ. Ừ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì bây giờ Mạnh xin được phép đọc lại số tiền của quý Mạnh Thường Quân ở Pháp là nhiều lần ủng hộ là còn 9.620.000 đồng. Thì Mạnh trích ra là hết là 1.270.000 đồng của chú anh chị. Thì trong đó thì Mạnh có mua là 2 thùng sữa là 620.000 đồng và 1 nồi cơm điện là 2 lít 2 là cũng là 650.000 nữa. Thì tổng số tiền Mạnh chi ra ngày hôm nay là 1.270.000 đồng. Thì tổng số tiền của chị Mạnh Thường Quân ở Pháp là còn lại là 8.350.000 đồng. Thì Mạnh sẽ giữ lại để mà coi như là
việc cần gấp để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn ở bác chợ của chúng chị. Xin một lần nữa trong một bản thay mặt gia đình cũng như lời gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Mạnh Thường Vương ở Pháp rất là nhiều. Cũng không quên cảm ơn đến tất cả vị Mạnh Thường Vương đã theo dõi kênh của Bảnh, và mong rằng thì gia đình của em Hường và năm đứa con và cùng người chồng ngày hôm nay sẽ được như là Mạnh Thường Vương trong nước và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình có một cái mái nhà che nắng che mưa để mà cuộc sống để mà vươn lên các chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, quý khán giả rất là nhiều. Rồi chị anh cũng về hai em trai ha. Dạ, con xin thay mặt các anh chú em xin cảm ơn. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Rồi anh cũng về em trai em gái. Dạ, anh cảm ơn anh Bảnh. Rồi rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp em. Rồi. Xin cảm ơn nhiều. Rồi chú về các con em bay ha, bay ông bà đi. Con cảm ơn ông bà. Bye ông bà. Bye mẹ ông bà. Rồi, bay. Con cảm ơn ông bà. Rồi. Thì bây giờ một Bảnh xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các chú anh chị, quý khán giả rất là nhiều, và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.